Hello, cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món bánh chuối chiên dẻo rất là ngon và đơn giản. Với cách làm này thì chỉ cần duy nhất một loại bột là bột mì thôi. Và không cần phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu rất là cầu kỳ như cách làm món bánh chuối thông thường. Và cách làm thì cũng rất là nhanh nữa. Bây giờ mình cũng bắt đầu nha. Hôm nay thì mình có 3 quả chuối với tổng khối lượng là 250g. Đây là chuối mình để trong tủ lạnh đã lâu nhưng không ăn hết nên mình mới lấy ra làm bánh đó các bạn. Sau đó thì mình sẽ cắt đôi quả chuối và dùng một chiếc dĩa để dầm nhỏ chuối ra. Các bạn chỉ cần dầm chuối ra thành những miếng nhỏ như thế này, không cần phải nhuyễn mịn như bột đâu nha. Và mình cho chuối sang một cái bát to để trộn bột. Mình dùng ở đây là 100g bột mì đa dụng. Vì chuối đã có vị ngọt sẵn nên mình chỉ cho khoảng 2 thìa đường thôi nha, cộng với một chút muối để cho vị ngọt được sâu hơn. Để bánh chuối được thơm và ngon hơn thì mình sẽ cho vào khoảng nửa lon nước cốt dừa. Lon nước cốt dừa này của mình là 140ml nha. Sau đó thì các bạn hãy đổ từ từ nước vào và trộn đều. Nếu bột càng loãng thì bánh sẽ càng mềm, còn bột càng đặc thì bánh sẽ càng dẻo hơn. Mình trộn bột với độ đặc như thế này thì mình thấy là vừa ngon rồi nha. Tiếp theo thì chúng ta chiên bánh chuối nha. Các bạn hãy chuẩn bị chiếc chảo có đáy phẳng và thêm một lớp dầu ăn mỏng. Chỉ cần dầu nóng lên thì mình sẽ đổ bánh vào chiên. Các bạn hãy dùng một chiếc muôi múc canh, đổ bột thật là nhẹ nhàng để cho bánh dàn đều ra. Đổ thành từng miếng nhỏ như thế này thôi, để một lát sẽ dễ lật bánh hơn. Và mình sẽ rắc một chút hạt vừng đen lên phần mặt trên của bánh, để khi ăn có vị bùi bùi ngon hơn. Chiên một lúc cho bánh được ráo và định hình, thì chúng ta sẽ lật lại nha. Và vì thành phần chính là chuối, nên bánh sẽ rất là dễ cháy, vì vậy các bạn lưu ý là để lửa nhỏ thôi nha. Mình sẽ lật trở đều và chiên mỗi mặt bánh khoảng 2 lần. Nhớ là phải để lửa nhỏ và phải kiểm tra mặt dưới để bánh không bị cháy nha. Cho tới khi đạt tới độ vàng như thế này là ngon rồi nha. Vớt bánh chuối ra và lót một chút giấy ăn để thấm bớt dầu. Và với phần còn lại thì mình cứ làm tương tự thôi. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món bánh chuối chiên dẻo với công thức và cách làm rất là đơn giản nhưng vẫn cho ra thành phẩm từng chiếc bánh rất là ngon và đẹp mắt. Với cách làm này thì món bánh chuối có kết cấu dẻo mềm rất là dễ ăn với vị ngọt vừa phải, thơm béo của nước cốt dừa và bùi bùi của hạt vừng đen. Nếu các bạn ngại phải trộn bột cầu kỳ thì hãy thử làm món bánh này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích thì các bạn có thể like và ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Và hãy để lại bình luận bên dưới để tương tác với mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.